Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế. Ở trong những cái chuỗi clip tiếp trước thì tôi đã hướng dẫn cho quý anh chị là quy trình phân tích và các cái phương pháp phân tích theo vùng hội tụ kỹ thuật. Nếu anh chị mà chưa xem được các video trước thì hãy click đăng ký ở link phía dưới để nhận lại những video đó để xem lại. Ở video trước thì tôi có hướng dẫn là cái quy trình phân tích gồm 4 bước và phương pháp phân tích rất là tuyệt vời mà tôi sáng tạo ra trong vòng hơn chục năm qua, đó là phương pháp phân tích theo vùng hội tụ kỹ thuật. Nếu anh chị chưa xem hai cái video đó thì có thể đăng ký vào link phía dưới để tôi gửi lại cho anh chị các cái video đó qua email. Vâng, ở trong phương pháp này, ở trong cái phần này thì tôi là một cái module nhỏ trong cái quy trình phân tích, đó là phương pháp giao dịch theo phân kỳ và hội tụ. Ở trong phương pháp này, để điều kiện để làm việc đó thì chúng ta phải sử dụng là ở trên đường giá, và thứ hai là dùng một cái indicator có tên là stock static. Đấy, stock. Thì ở trong hai phần này thì tôi sẽ trình bày lần lượt từng phương pháp một. Đối với phương pháp phân kỳ. Đối với phương pháp phân kỳ thì thường nó diễn ra ở vùng đỉnh ngắn hạn. Ở phương pháp phân kỳ này nó diễn ra ở vùng đỉnh và cho chúng ta các cái cơ hội để cho chúng ta được vào lệnh bán khống. Đó, vào lệnh bán khống. Ở trên thị trường tài chính quốc tế thì chúng ta có thể là giao dịch được cả hai chiều. Giao dịch được cả hai chiều bạn nhé. Là khi xu hướng tăng giá thì bạn sẽ đặt trạng thái mua lên, và khi thị trường đi xuống thì chúng ta đặt lệnh bán khống xuống. Và ở trong phương pháp phân kỳ này là phương pháp mà chúng ta xác định khoanh vùng cái vùng đỉnh để chúng ta tìm vị trí chúng ta vào trạng thái bán khống. Vâng, ở trong trường hợp này thì tôi mô tả những cái vị trí nó hay diễn ra vùng đỉnh như sau. Thứ nhất là khi thị trường đi lên tạo một đỉnh tạm thời thứ nhất, và sau đó có một nhịp phục hồi giảm xuống, và sau đó nó lại đi lên một đỉnh tiếp theo là đỉnh số 2. Và điều kiện ở đây là đỉnh số 2 là phải cao hơn đỉnh số 1. Thế vậy là đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh số 1 thì nó sẽ tạo ra một vector. Đây, một cái vector tôi vẽ màu bằng màu xanh. Đấy, một vector lên như này. Đó. Thế vậy là ở tại vị trí số 1 và tại vị trí số 2, anh chị nhìn gióng ở trên đồ thị, lúc đấy chúng ta phải nhìn trên máy tính, đúng không ạ? Nhìn trên máy tính, nhìn vào chỉ báo stock, và chúng ta sẽ gióng thẳng xuống. Và ở cái đỉnh số 1 này tương ứng nó sẽ tạo ra chỗ này là một cái đỉnh giao cắt stock ở trên vùng 80. Và tương tự như vậy là cái vùng số 2 này nó sẽ có một cái đỉnh giao cắt ở dưới vùng 20, dưới vùng 80. Thế vậy là làm thế nào để nhận biết sớm cái điều này diễn ra? Thì theo kinh nghiệm của tôi trong suốt hơn 10 năm qua làm việc thì cái đỉnh số 1 này tạo ra một cái đỉnh stock ở trên 80 cộng với lại cái đỉnh số 2, thì khi mà đường giá có xu hướng đi lên đỉnh số 2 thì lúc này cái hệ thống stock của chúng ta bắt đầu nó vòng lên để tạo đỉnh số 2. Nhưng đỉnh số 2 của stock thì lại có thấp hơn đỉnh số 1. Đỉnh số 1 này thường là ở trên 80, còn đỉnh số 2 này thường là ở dưới 80. Và như thế này nó sẽ tạo ra được một vector thứ 2 là đi qua hai cái đỉnh này. Đó, vector thứ 2. Đấy, vector 1 là mã và vector 2 là mã, là hai vector không cắt nhau trong không gian và được gọi là phân kỳ. Thế vậy là cái điều này diễn ra thì chúng ta chờ ở đỉnh số 2 này để chúng ta gì? Vào trạng thái sell. Đấy, vào trạng thái sell ở đây. Đấy, trạng thái bán. Trạng thái bán ở cái khu vực vùng 2 này, và bán, và thị trường sẽ đảo chiều đi xuống. Đó, đấy là cái phương pháp giao dịch theo vùng phân kỳ. Thì cái phương pháp này là rất là hiệu quả. Ở trong thị trường tài chính quốc tế thì cái mô hình này nó liên tục diễn ra. Đấy, quý anh chị hãy để ý. Và ở trong các video tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị là cái cách xác định ở trên phần mềm để chúng ta có thể biết được là cái vùng này, hay tôi còn gọi nó là cái phân kỳ tiềm ẩn. Đấy, để chúng ta có thể nhanh xác định được cái phân kỳ chuẩn bị diễn ra để chúng ta tính cái vùng điểm vào lệnh bán. Ok chưa ạ? Vâng, tương tự như vậy, đối với phương pháp phân tích hội tụ thì cái vùng hội tụ này là hội tụ giữa đường giá với chỉ báo. Thì cái vùng hội tụ này nó hay diễn ra ở vùng đáy của một nhịp, ở vùng đáy của một nhịp nhá, anh chị lưu ý này. Thế vậy là khi đồ thị đi xuống thì nó tạo ra cái đáy thứ nhất, đây là đáy số 1. Và thị trường nó có một cái nhịp phục hồi lên. Sau nhịp phục hồi lên thì nó bắt đầu lại thị trường bị bán đẩy giá của mã cổ phiếu này đi xuống và tạo ra đáy số 2. Và từ đáy số 1 đi qua đáy số 2 thì ta vẽ được một vector. Đấy, một vector như thế này, vector hướng xuống. Đáy sau thấp hơn đáy trước là chúng ta xác định được một vector hướng xuống. Và tương tự như vậy, tại cái đáy số 1 chúng ta gióng thẳng xuống đường chỉ báo stock ở phía dưới này, thì thường là cái đường màu stock màu đỏ. Ở trong phân tích kỹ thuật của tôi bằng cái phương pháp là hội tụ kỹ thuật
thì ở trong cái mớ stock này tôi dùng 3 hệ thống stock khác nhau. Anh chị lưu ý, màu đỏ, màu tím và màu vàng. Thế vậy nếu anh chị mà muốn nhận được cái stock của tôi, cái bộ stock này với chỉ số như thế nào thì hãy click cái đăng ký ở cái đường link phía dưới là tôi sẽ gửi cho anh chị cái bộ chỉ báo stock đó để giúp anh chị có thể là gì? Tìm ra được các cái điểm hội tụ chính xác qua đường stock. Đấy. Thế vậy là từ đáy số 1 dóng xuống dưới thì chúng ta ra được cái điểm giao cắt đầu tiên. Giao cắt đầu tiên. Và tương tự như vậy, lúc đó là khi mà cái đường giá phục hồi lên thì làm cho stock này nó cũng phục hồi lên theo. Nhưng khi giá của đường giá đi xuống đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất thì cái stock nó chỉ tạo ra đáy thứ hai ở phía trên 20 thôi. Phía trên 20. Đấy, và ngay lập tức từ hai cái điểm này và điểm thứ hai này, ta vẽ được một vector thứ hai. Vẽ được vector thứ hai. Vector 1 là mã và vector 2 là mã. Là hai vector sẽ cắt nhau trong không gian. Đó, thế vậy là hai vector cắt nhau trong không gian như thế này, tôi gọi là phương pháp hội tụ. Và cứ cái điều này diễn ra thì tôi chờ mua ở đây. Chờ ở chỗ này để tôi mua lên. Đó, chờ ở chỗ số 2 để mua lên. Thế vậy là ở trong quá trình làm việc thì tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị là cái dấu hiệu nhận biết là cái hội tụ tiềm ẩn. Là trước khi điều này diễn ra, nó sẽ có một vài thông số để chúng ta nhìn nhận ra được cái điều này. Đó, nhìn nhận ra được điều này. Vậy nếu anh chị nào mà quan tâm sâu nữa thì hãy đăng ký vào cái link phía dưới. À, tôi sẽ làm việc cùng anh chị ở trong các clip tiếp theo ở trong email. Ok chưa ạ? Đấy, thế vậy là qua hai phương pháp này thì giúp chúng ta có hai được điểm vào thị trường. Điểm thứ nhất là nếu như là phân kỳ diễn ra thì cho chúng ta cơ hội để chúng ta bán từ cái đỉnh này. Còn nếu như mà hội tụ diễn ra thì cho chúng ta có cơ hội mua ở điểm số 2 này. Được chưa ạ? Đấy, vậy là ở một cái video rất là ngắn như này thôi thì chúng ta đã có sở hữu cho mình được một cái phương pháp giao dịch rất là tuyệt vời, đó là giao dịch theo vùng phân kỳ và theo cái hội tụ qua cái hệ thống Stochastic 80-20. Vậy là ở các clip tiếp theo, các video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các cái phương pháp phân tích, các phương pháp vào lệnh khác nhau nữa. Thế vậy là nếu anh chị đang xem cái video này của tôi trên kênh YouTube của Phạm Thành Biên thì hãy subscribe kênh để nhận được các cái video mới nhất khi mà tôi đăng cái video lên. Còn nếu anh chị đang xem này trên website riêng của tôi thì hãy click đăng ký vào cái đường link ở phía dưới để tôi gửi những các video tiếp theo cho anh chị qua email. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị đầu tư ở clip tiếp theo.